cùng mình chụp ảnh Netflix and chill nhé. Ảnh đầu tiên thì mình sẽ đẩy máy tính có bật Netflix vào góc 1/3 của khung hình, cốc cà phê vào góc 1/3 còn lại. Sau đó mình sẽ thò tay cầm bánh vào cái đường 1/3 phía bên dưới rồi chụp. Ảnh thứ hai thì mình sẽ đặt máy tính vào giữa đường 1/3 ở phía trên, đĩa bánh vào góc 1/3 bên phải, cốc cà phê vào góc 1/3 bên trái. Sau đó thì mình sẽ thò tay cầm cốc cà phê lên để tạo đường dẫn rồi chụp. Ảnh thứ ba thì mình sẽ đặt máy tính và cốc cà phê vào góc 1/3, đĩa bánh cũng vào góc 1/3 phía trước, mình cho thêm hộp sốt vào tạo thành bố cục tam giác, sau đó thò tay cầm một miếng bánh lên rồi chụp. Cuối cùng thì mình sẽ đặt máy tính chiếm khoảng 2/3 khung hình, đặt thêm đĩa bánh để hậu cảnh thú vị hơn, cầm cốc cà phê giơ vào góc 1/3 phía trước rồi chụp thôi.